học 8. Thầy chào các bạn học sinh. Trong cái bài này, thầy Hiếu sẽ hướng dẫn cho chúng ta giải cái đề thi vào lớp 6 trường Archimedes. Ở đây là đề nâng cao nhá, đề lớp 6 trường Archimedes, đề nâng cao. Tức là dành cho những cái bạn mà có mục tiêu là thi vào những cái lớp chọn toán. Bây giờ chúng ta có cái đề này, người ta có là 10 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Chúng ta sẽ giải quyết các câu trắc nghiệm trước. Bài số 1, đề bài yêu cầu chúng ta là tính giá trị của cái biểu thức A bằng 77 nhân với 5,55 cộng với 60,12 nhân với 7,45. Chúng ta sẽ cộng với 16,88 đem nhân với 7,45. Trước hết là chúng ta sẽ quan sát một chút cái 7,45 này, 7,45. Hai anh này chúng ta có thể nhóm lại được, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ là 77 nhân với 5,55. Sau đó, bây giờ thầy sẽ đưa cái 7,45 và 7,45 này ra làm thừa số chung, đưa ra ngoài dấu ngoặc. Thế thì lúc này thầy sẽ có là trong ngoặc sẽ là 60,12 cộng với 16,88 được bao nhiêu? Chúng ta đem nhân với 7,45. Đến đây chúng ta sẽ có chỗ này là 77 nhân với 5,55. Thế còn ở bên này chúng ta cộng vào, chúng ta thấy là nó cũng là 77. Đấy, hai này cộng lại nhân với 7,45. Ô, rất tuyệt. Vậy bây giờ thầy lại tóm cái 77 này ra ngoài, đúng không? Nhân với mở ngoặc là 5,55 cộng với 7,45. Và kết quả chúng ta sẽ được là 77 nhân với 13. Và từ đó chúng ta sẽ được kết quả là 1001. Như vậy bài số 1 chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta đến với bài số 2. Bài số 2 người ta yêu cầu chúng ta là tìm số tự nhiên n, biết rằng là có cái biểu thức này. Đây là 1 cộng với 1/1 đem nhân với 1 cộng với 1/2. Rồi tiếp theo nhân với 1 cộng với 1/3 nhân vân vân vân. Nhân với 1 cộng 1 trên n, kết quả bằng 2070. Bây giờ chúng ta hãy biến đổi. Cái 1 cộng với 1/1 này nó sẽ là 2/1 nhân với 1 cộng với 1/2 này thì kết quả nó sẽ là 3/2. Còn anh tiếp theo nó sẽ là 4/3. Cứ nhân như vậy chúng ta sẽ nhân đến n cộng 1/n và nó bằng 2070. Chúng ta thấy rất thú vị ở đây là chúng ta sẽ gạch được những cái thừa số giống nhau này đi. Đằng trước này có n trên n trừ 1 chúng ta cũng gạch đi. Như vậy từ đây chúng ta suy ra n cộng 1 sẽ bằng 2070 và chúng ta suy ra n bằng 2069. Đây là một bài toán khá là thú vị. Nó cũng không quá khó, đúng không? Nó có thể được coi là số này là số dễ thôi. Bài là dễ thôi. Bây giờ thầy có bài số 3. Một số tự nhiên được gọi là số tiến nếu các chữ số của nó đôi một khác nhau và chữ số liền sau lớn hơn chữ số liền trước. Có nghĩa là gì? Nếu nó tiến và số đằng sau lớn hơn liền sau lớn hơn số liền trước. Đây đề bài người ta cái này là cái này bị thiếu. Bây giờ đề bài nó cho như sau. Thầy sẽ đọc bổ sung thêm đề cho các bạn nhé. Đề bài yêu cầu chúng ta là ví dụ như đây người ta cho này. Ví dụ như là số 13579 và 24689 là các số tiến. Nhưng 11345 không phải là số tiến. Hỏi trong các số tự nhiên từ 2021 đến 2401 là có bao nhiêu số là số tiến? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải quyết bài này. Ở đây người ta cho chúng ta là các số từ 2021 đến 2401. Như vậy là chắc chắn là cái chữ số hàng nghìn nó phải bằng mấy rồi? bằng 2. Và bây giờ thầy sẽ có là nó chỉ có thể là 2003 này, số tiến đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có 2345, 2346, 2347, 2348, 2349. Được chưa nào? Hết 234 rồi, bây giờ thầy có thể viết là 2356. Đấy, 2357. Có quy luật đấy, 2358 và đây là 2359. Chúng ta thấy ở đây là 4 số. Tiếp theo ở đây, là 5 số. Tiếp theo dưới này là 4 số. Chúng ta sẽ xét 2367, 2368, 2369 đúng không nào? Và chúng ta được là 3 số. Tiếp theo chúng ta có là 236 rồi, bây giờ đến 2378, 2379, chúng ta có 2 số. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có 238 gì nhỉ? 89 là chúng ta được thêm một số nữa. Đến đây hết chưa? Chúng ta thấy là 23 hết rồi, 24 thì nó sẽ vượt quá. Như vậy chúng ta sẽ có là 5 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 nó sẽ bằng 15 số. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 4. Bài số 4 đề bài cho như sau. Đó là một hình chữ nhật có chu vi là 200 cm. Người ta giảm chiều dài và chiều rộng đi cùng một độ dài thì được một hình chữ nhật mới có chu vi là 160. Hỏi diện tích của phần giảm đi. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chu vi của nó là từ 200 giảm xuống còn 160. Điều này nghĩa là gì nào? Điều này có nghĩa là nó đã giảm đi là 200 trừ đi 160, tức là nó đã giảm đi 40 cm. Vậy một hình chữ nhật nó có 4 cạnh, nên là chúng ta thấy là mỗi một cạnh nó đã giảm đi 40 chia cho 4 là bằng 10 cm. Mỗi cạnh giảm đi 10 cm. Bây giờ thầy có thể hình dung vẽ cho chúng ta một cái hình chữ nhật như sau. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nhé. Đây, giả sử thầy có cái hình chữ nhật ban đầu, sau đó giảm đi thì chúng ta sẽ được cái hình chữ nhật. Chúng ta sẽ được đây, thầy sẽ vẽ lại cái hình này. Đó, bây giờ giảm đi, đúng không? Chúng ta sẽ được hình chữ nhật như này. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải quan tâm một chút đến đây, chỗ này. Cái phần giảm đi đây. Phần này nữa. Đây. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau là thầy có này. Mỗi cái phần này là 10 cm. Mỗi phần này là 10 cm. Phần này là 10, phần này là 10, như vậy phần này sẽ là 100 cm vuông. Và cái phần giảm diện tích của hình chữ nhật ban đầu ấy, nó giảm là chính là cái phần mà thầy gạch này. Đó. Thế thì chỗ này nó sẽ là chiều dài mới này. Còn chỗ này nó là chiều rộng mới này. Vậy phần diện tích giảm sẽ bằng 10 nhân với chiều dài mới cộng với 10 nhân với chiều rộng mới và cộng với chỗ kia 10 nhân 10. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là cái này chúng ta có thể tóm 10 ra ngoài nhân với chiều dài mới cộng với chiều rộng mới. Được chưa? Và cộng với 100. Lúc này chúng ta thấy như sau. Cái chiều dài mới và chiều rộng mới này nó chính là nửa chu vi của hình mới, tức là nó bằng 80. 10 nhân với 80 rồi cộng với 100 và kết quả chúng ta sẽ được là 900 cm vuông. Đó. Đây là kết quả của bài toán. Và thực tế thì đây là một cái bài cũng khá là thú vị, chương trình của lớp 4. Một bài nó không quá khó, thầy không nói là nó khó. Vì là chúng ta có thể vẽ hình ra, chúng ta tính được. Ngoài ra ấy, thì có một số bạn vẫn cho cái số liệu cụ thể, bởi vì ở đây người ta đề bài không nói đến cái hình này nó có quan hệ giữa chiều dài chiều rộng là như thế nào. Thế có bạn mới làm đến sao, bạn làm là giả sử đặc biệt cái hình ban đầu ấy nó là hình vuông, có cạnh là 50 cm. Thế thì lúc sau nó sẽ là 160 chia 4, nó sẽ bằng là 40 cm. Vậy diện tích của nó này nó sẽ giảm từ 50 nhân 50 xuống còn 40 nhân 40, và sau khi thực hiện cái phép trừ này chúng ta thấy nó đúng bằng 900 cm². Đó. Ngoài ra nhá, chúng ta còn có thể giải quyết bằng cách khác. Ví dụ như là thầy có hình ban đầu thầy cho là 20 + 80. Đó, nhân 2, đây là hình ban đầu, chu vi của nó là bằng 200. Thầy thử, thế thì cái chu vi tiếp theo là 10 + 70 nhân với 2 là bằng 160. Đúng không? Vậy thì lúc này diện tích của nó sẽ là 20 nhân 80 trừ đi 10 nhân với 70. Và kết quả là 1600 trừ đi 700. 1600 trừ đi 700 và kết quả đúng bằng 900 cm². Thấy không? Như vậy là có nhiều cách để chúng ta có thể làm bài toán này. Và các con nhớ là đi thi chúng ta đừng có bỏ lỡ cái bài toán này, nó đáng tiếc lắm. Bởi vì đây là một cái bài mà trong khả năng của chúng ta, trong tầm tay của chúng ta, đúng không? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm bài số 6 nào. Bài số 6 là vào ngày 18 tháng 4 2021, cửa hàng thịt heo treo biển duy nhất ngày hôm nay, than bò Úc giảm 40%, chỉ còn 117.000 đồng nửa ký. Sau khi giảm 40% thì còn 117.000 đồng cho một nửa ký. Như vậy 1/2 kg lúc chưa giảm. Lúc chưa giảm giá sẽ có giá như thế nào? Chúng ta sẽ có là 117.000 này nó ứng với 60%. Như vậy lúc chưa giảm giá nó sẽ là 100% trừ đi 40%, đúng không? Và chúng ta sẽ có 117.000 chia cho 60%. Chúng ta hãy thực hiện cái phép chia này nào. 117 chia cho 117 chia cho 0,6 hay chính là chia 60% sẽ bằng 195.000. 195.000 đồng. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính giá của đề bài yêu cầu là giá 1 kg. Giá 1 kg. Chúng ta chỉ việc nhân gì thôi, nhân 2 lên. Chúng ta sẽ được là 390.000 đồng. Đáp số bài toán này đó là 390.000. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 7. Người ta cho chúng ta cái biểu thức A ở đây là bằng này 45, sau đó lại cộng 45 nhân 45 cộng với 45 nhân 45 nhân 45, cứ như thế đến cái số cuối cùng là 45 nhân 45 nhân 45 nhân ... 2021, số 45 trừ với nhau. Đây. 2021. Đề bài yêu cầu là tìm chữ số tận cùng hay là chữ số hàng đơn vị. Khá là đơn giản. Chúng ta thấy là mỗi một cái anh này nó đều cho chúng ta tận cùng là 5. Đúng không? 45 nhân 45 tận cùng là 5. 45, 45, 45 cũng tận cùng là 5. Tức là nó tận cùng là 5 hết. Vậy cái này chúng ta sẽ thấy là nó tận cùng là 5. Cộng với tiếp tục tận cùng là 5. Cứ cộng với tất cả những cái đều là tận cùng là 5. Thế lúc này cái câu hỏi đặt ra là sẽ có bao nhiêu cái số mà có tận cùng là 5 như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là 1 này, xong rồi là 2 này, cho đến 2021. Chúng ta sẽ có là 2021 là lẻ. Đúng không? Nên là chúng ta sẽ có là A. Nó sẽ là 2021 cái 5 cộng với nhau. Nó sẽ tận cùng là một số 5. Đáp số bài số 7, đáp án là 5. Chúng ta có bài số 8. Bài số 8, trong 15 ô vuông ở bên dưới, chúng ta điền tiếp vào sao cho là tổng của 3 ô liên tiếp thì luôn luôn bằng 39. Đây là một bài khá dễ. Thầy thấy đây là một bài khá là dễ. Bài này là bài kiểu như là bài khuyến mại cho điểm. nhỉ? Bây giờ chúng ta thử làm nhá. Nào, các bạn suy nghĩ. Người ta cho chúng ta là tổng của 3 ô liên tiếp bằng 39. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là 3 ô liên tiếp là luôn bằng nhau. 1, 2, 3. Ô 1, ô 2, ô 3. Thế thì nó phải lặp lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vậy bây giờ chỗ nào là 3 thì chúng ta điền 11 vào. 11, 11, 11. Chỗ nào là 1 chúng ta điền 20. 20. 20. Rồi, thế thì đến đây chúng ta sẽ tìm được tổng là 39. Vậy chỗ này chúng ta sẽ phải điền vào đây là 8. Đúng nào? Nó chính là 39 trừ đi 20 trừ đi 11. Và kết quả là bằng 8 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 9. Bài số 9 như sau. Bài số 9. Người ta cho cái điểm D là điểm nằm trên cạnh AC. Điểm D ở đây nằm trên cạnh AC của tam giác ABC, sao cho AD bằng với DC. Điểm E ở trên đoạn BD, sao cho là BE trên BD là bằng 3/5. Đấy. Biết rằng diện tích tam giác ADE là bằng 96 cm. Bây giờ chúng ta tính diện tích ABC. Chúng ta nhìn thấy cái bài toán này nó rất là dễ. Chúng ta thấy là ADE chúng ta đem so với ABD, chúng ta thấy ngay tỉ số của nó bằng ED chia cho BD nhân với diện tích ABD. Và cái này là cho là chung chiều cao hạ từ A xuống, đúng không? Và chúng ta sẽ có cái tỉ số này là 2/5 nhân với diện tích của ABD. Lúc này chúng ta sẽ suy ra diện tích của ABD sẽ bằng 5/2 nhân với AED. AED ở đây là 96, như vậy chúng ta sẽ có là 5 nhân với 48, kết quả là bằng 240 cm². Bây giờ chúng ta sẽ tính được diện tích ABC, rất đơn giản là gấp 2 lần diện tích ABD. Đúng không? Đây là một bài cũng rất là dễ. Chúng ta có 2 nhân 240 và kết quả sẽ bằng là 480 cm². Xong nhá. Đây là một bài toán dễ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ở cái phần trắc nghiệm của đề trường Archimedes không quá khó. 10 câu trắc nghiệm thầy thấy là rất là vừa sức với các bạn. Nó không có gì khó cả. Bạn Nam có 4 quyển sách toán, tiếng Việt, tiếng Anh và lịch sử toán này. Tiếng Việt, tiếng Anh và lịch sử. Xếp lên một kệ sách trống, sao cho là quyển sách toán và sách lịch sử không cạnh nhau. Đây là đây, thầy sẽ giả sử trên kệ sách đấy nó có 4 vị trí, 1, 2, 3 và 4. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát này. Toán và lịch sử không ở cạnh nhau. Như vậy nếu như toán và lịch sử, toán ở 1 thì lịch sử bắt buộc phải ở 3. Hoặc là toán ở 1, lịch sử ở 4. Hoặc là toán ở 2 và lịch sử ở gì? Ở 4. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có 3 cái khả năng như thế này. 3 khả năng như thế này. Và chúng ta đổi chỗ hai anh này cho nhau thì chúng ta sẽ được là 2 cách. Thế còn lại 2 chỗ, thầy giả sử đây là toán, đây là lịch sử. Bây giờ còn lại 2 chỗ chúng ta xếp vào tiếng Việt và tiếng Anh, hoặc là tiếng Việt, tiếng Anh đổi chỗ cho nhau. Ví dụ như thế. Vậy với mỗi cái phương án đây lại có 2 chỗ nữa, chúng ta nhân vào 3 x 2 x 2, chúng ta sẽ được là 12 cách. Rồi, như vậy là thầy đã xong cái bài toán số 10 này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 11. Đây là một bài tự luận và bài số 11 này là 3 điểm. Vậy là khá là quan trọng đấy nhá. Chúng ta có như sau. Trong một cuộc thi thì có 5 thí sinh tham dự A, B, C, D và E. Trước cuộc thi diễn ra có 4 dự đoán về kết quả. Dự đoán thứ nhất, dự đoán thứ hai, dự đoán thứ ba, dự đoán thứ tư. Chúng ta thấy là dự đoán thứ nhất là B sẽ đứng thứ tư và E sẽ đứng thứ hai. Dự đoán thứ hai là D đứng thứ nhất và C đứng thứ ba. Và dự đoán thứ ba là E đứng thứ ba và A đứng thứ tư. Chúng ta chưa cần nhớ vội những cái thông tin này cả. Chúng ta không nên nhớ làm gì quá nhiều những cái thông tin đề bài này. Chúng ta có đề ở đây rồi, chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng cái ý một. Kết thúc cuộc thi thì người ta nhận thấy rằng mỗi dự đoán đều đúng cho một thí sinh nào đó và sai cho người còn lại. Đọc cái câu này xong, chúng ta hãy quay lên chúng ta xem xét những cái dự đoán này. Thì mỗi một cái dự đoán này nó có hai ý. Như vậy là có sẽ có một ý đúng và một ý sai. Biết rằng không có hai thí sinh nào có cùng thứ hạng, hỏi ai đứng thứ ba cuộc thi đó. Thế thì đối với cái bài toán này chúng ta sẽ đi lần lượt xét. Giả sử cái dự đoán thứ nhất là B đứng, thầy đánh số nhé. Dự đoán thứ nhất là B thứ tư và E thứ hai. Bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại cái này. Thứ hai. Còn cái dự đoán số 2 thì là D thứ nhất và C thứ ba. Rồi, tiếp theo dự đoán thứ 3 là E thứ 3 và A thứ 4. Đúng chưa? Và dự đoán cuối cùng là A thứ 3 và B thứ nhất. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta thấy là B thứ nhất thầy điện ở đây. Như vậy, mỗi một cái ý này nó chỉ đúng một trong hai ý này thôi. Bây giờ mình sẽ xét lần lượt trường hợp. Nếu B đứng thứ tư, bây giờ thầy sẽ phân tích. Nếu B thứ tư. Thế thì chúng ta sẽ suy ra là chúng ta nên lần theo B hoặc là lần theo vị trí thứ tư. Ở đây lần theo B nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là suy ra B thứ tư rồi thì suy ra B không đứng thứ một. Đúng không? Chúng ta sẽ có là B0 thứ 1. Vậy, theo cái câu 4, chúng ta sẽ suy ra là A thứ 3. Vì sao thế? Là bởi vì cái ý B đứng thứ 1 này nó không đúng. Thế thì cái ý còn lại là A đứng thứ 3 nó phải đúng. A đứng thứ 3 bây giờ chúng ta lại lần theo là A đi. Đúng không? A đứng thứ 3, vậy suy ra A0 đứng thứ 4. A0 thứ tư tức là theo cái câu 3 đấy chúng ta sẽ suy ra là E thứ 3. Và cái điều này vô lý. Bởi vì có hai người cùng thứ 3. Đúng nào? Có hai người cùng đứng thứ 3. Như vậy là cái nếu mà thầy giả sử ở đây đó, cái nếu B đứng thứ tư này nó không đúng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xét cái trường hợp còn lại. Như vậy là B không đứng thứ tư. B không đứng thứ tư. Vậy B không đứng thứ tư. B không đứng thứ tư thì suy ra E thứ hai. Đúng không? E thứ hai thì chúng ta lần theo E. Chúng ta sẽ suy ra là E không thứ ba. Lần theo E0 thứ 3 suy ra A phải là thứ 4. Được chưa? E0 thứ 3 thì suy ra A thứ 4. A thứ 4 thì chúng ta sẽ suy ra là A0 thứ 3. A0 thứ 3 chúng ta sẽ suy ra là B thứ nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ có A rồi, có A rồi, có B rồi. B thứ nhất. Vậy chúng ta sẽ theo câu 2, chúng ta suy ra là C phải thứ 3. Nhá, chúng ta chú ý theo câu 2 này. Câu 2 thì là B thứ nhất rồi nên là suy ra D không thứ nhất, D không thứ nhất suy ra C thứ 3. Và chúng ta còn lại một bạn ở đây đó là ABCD, còn lại D thì chúng ta sẽ thấy là D sẽ là thứ 5. Đúng không? B thứ nhất. Như vậy thứ tự của chúng ta là B này, xong đến E này, xong đến C này, xong đến A, rồi đến D. Câu trả lời cho bài toán này đó là C. Như vậy là chúng ta giải quyết xong một cái bài tự luận này. Và cái thời gian dành cho các bài tự luận này cũng không quá nhiều. Nếu mà đây cái đề thi này là người ta cho chúng ta tận là đề thi là 90 phút. Như vậy là Thầy nghĩ rằng là các bài tự luận này chúng ta hoàn toàn có thể dành từ 7 đến 10 phút để làm bài tự luận này. Bây giờ chúng ta đến với bài số 12 của phần tự luận. Đề bài như sau. Đó là trong cái hình vẽ này thì người ta cho chúng ta là A, B, C, D và C, E, F, G đều là các hình chữ nhật. Đấy, E thì nằm trên AB, B thì nằm trên FG như thế này. Và ngừng có một cái tỉ số đó là AE chia cho EB là bằng 3/2. Được chưa? Như vậy là biết diện tích của ABCD, hãy tính diện tích của CBFG, CEFG chứ. Chúng ta hãy quan tâm đến diện tích của CEFG thì chúng ta sẽ thấy diện tích của CEFG, chúng ta lưu ý nhé. Khi mà thầy có một cái hình chữ nhật như này, thậm chí là không cần hình chữ nhật, chỉ cần hình bình hành thôi, thì thầy lấy bất cứ một cái điểm nào ở trên này thì đều cho chúng ta diện tích nó bằng 1/2. Đấy, đúng không? Diện tích CEFG sẽ bằng là C, ở đây thầy sẽ trình bày như thế này cho nó dễ vậy. Thầy sẽ có là kẻ chiều cao BH. Đấy, như vậy thầy sẽ có diện tích của CBE bằng 1/2 của BH nhân với CE. Và chúng ta có là BH ở đây thì bằng EF. Như vậy nó bằng 1/2 của EF nhân với CE. Hay nó chính là 1/2 của diện tích CEFG. Như vậy là chúng ta muốn tính diện tích của CEFG thì chúng ta sẽ đi tính diện tích của CBE. Bây giờ thầy sẽ đi tính diện tích CBE, rất đơn giản, đúng không? Diện tích của CBE nó là tam giác vuông, tại B nó sẽ là 1/2 nhân với CB rồi nhân với BE. Thầy sẽ có là 1/2 CB. BE ở đây thì chúng ta sẽ so sánh với AB. Chúng ta có AE là 3 phần, BE là 2 phần. Như vậy cái này sẽ là 2/5 của AB. Và lúc này chúng ta có cái này, nó sẽ có kết quả là 1/2 nhân 2/5, nó chính là 1/5 nhân với AB nhân với CB. Thế cái này AB nhân CB nó chính là diện tích của ABCD, đúng không? Thay số thầy sẽ có 1/5 nhân với 35. Kết quả của chúng ta sẽ là 7 cm vuông. Rồi, như vậy là thầy đã tính ra được diện tích của CBE là 7 cm vuông. Vậy từ đó chúng ta sẽ tính được diện tích của CEFG. Ở đây chúng ta sẽ gấp lên 2 lần, 2 nhân với diện tích của CBE, và chúng ta được 2 x 7 bằng 14 cm vuông. Thầy đánh giá đây là một bài toán không quá khó, nhưng mà cũng là một cái đề toán hay. Cái mấu chốt của cái bài toán này đó là chúng ta sẽ phải phát hiện được cái tỷ lệ giữa EBC với EFGC, CEFG này. Nhớ cái tính chất mà thầy nêu ra ở đây, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 13 trong cái đề thi này. Bài số 13 là một cái bài suy luận logic mà thầy đánh giá là khá là hay. Và đây cũng là một bài khó đấy. Cho 16 số tự nhiên phân biệt khác không. Chú ý nhé, phân biệt có nghĩa là các số này đều khác nhau và nó khác không. Thỏa mãn tích của 5 số bất kỳ trong 16 số này là số chẵn. Cái này rất là quan trọng. Cứ 5 số nhân với nhau thì nó sẽ đều là số chẵn. Và gọi S là tổng của 16 số này. Biết S là số lẻ. Hỏi S có thể nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Như vậy là chúng ta thấy là 16 cái số này, nếu như mà chúng ta nháp một tí, nếu mà chúng ta muốn S nhỏ nhất thì thường là chúng ta hay tư duy là 16 số phân biệt khác không. Vậy thì mình cộng là 1 + 2 + 3 + 4 cộng đến 16, đúng không? Nếu mà không có các điều kiện khác, chỉ có điều kiện là 16 số tự nhiên phân biệt và yêu cầu tìm nhỏ nhất, tổng nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ lấy cái này. Tuy nhiên là cái này có vẻ không ổn, bởi vì Trong này ấy, với cái phương án này chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta lấy ra các số lẻ 1 nhân 3 nhân 5 nhân 7 nhân với 9 chẳng hạn, thì cái tích này nó lại lẻ. Nó vi phạm cái đề bài là gì? Là tích của 5 số bất kỳ đều là chẵn. Đấy, như vậy là thầy đã có một cái phân tích nào đó liên quan đến cái đoạn này rồi. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải làm sao để các cái số nó là nhỏ nhất có thể. Đúng không? Các số nhỏ nhất có thể. Nhưng mà đồng thời nó cũng phải thỏa mãn cái điều kiện là tích 5 số bất kỳ là lẻ. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phân tích như này. Trong cái đề bài cho là tích của 5 số bất kỳ đều là lẻ. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trong 5 số bất kỳ. À, thầy xin lỗi, chỗ này là chẵn chứ. Tích của 5 số bất kỳ đề bài cho là chẵn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là trong 5 số bất kỳ phải có ít nhất một số chẵn. Một số chẵn. Đây là một cái dữ kiện quan trọng. Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra là các số lẻ sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 4. Bởi vì nếu mà có 5 số lẻ thì chúng ta chọn luôn 5 số lẻ này là xong. Là sẽ thấy rằng tích của nó lẻ, vô lý đúng không? Như vậy số lẻ phải nhỏ hơn 4. Bây giờ thầy có thêm một cái thông tin quan trọng nữa là S lẻ. Nên là chúng ta sẽ suy ra số lẻ phải là mấy nhỉ? Số lẻ phải là lẻ. Tức là phải có lẻ số lẻ. Có lẻ số lẻ để cộng lại cho kết quả là lẻ. Đấy. Thế thì bây giờ thầy thấy như sau, có lẻ số lẻ, vậy số lẻ có thể là 1 hoặc là 3 số lẻ. Đúng không? Chúng ta có 1 số lẻ hoặc là 3 số lẻ. Bây giờ mình phân tích thôi. Nếu mà 1 số lẻ thì cho cái số đấy bằng 1 chẳng hạn. Thế còn lại tất cả đều phải là chẵn. 2 cộng 4 cộng 6 cộng vân vân. Hoặc là nếu mà có 3 số lẻ thì là 1 cộng 3 cộng 5. Còn lại tất cả đều là chẵn. Đúng không? 2 cộng 4 cộng 6 cộng vân vân. Đấy. Như vậy là thầy đã phân tích cho chúng ta cái hướng giải. Rồi. Bây giờ thầy sẽ đi vào giải chi tiết cái bài toán này. Bằng cách như sau. Thầy sẽ có như sau. Vì tích của 5 số bất kỳ. Thầy có nhá. Vì tích của 5 số bất kỳ là chẵn. Nên trong 16 số đã cho có nhỏ hơn hoặc bằng 4 số lẻ. Chúng ta có thể mở ngoặc. Trái lại, ta lấy 5 số lẻ. Ta lấy tích của 5 số lẻ. Sẽ được tích lẻ. Vô lý đúng không? Và điều này là vô lý với đề bài, mâu thuẫn với đề bài. Như vậy là chúng ta thấy là nó có nhỏ hơn hoặc bằng 4 số lẻ. Bây giờ thầy có thêm một cái dữ kiện nữa. Vì S là lẻ nên số lẻ phải là lẻ. Đúng không? Tổng tất cả các số là một số lẻ, nên là suy ra trong đó số lẻ phải là lẻ. Vậy từ đây chúng ta suy ra số lẻ có thể là 1 hoặc gì? Hoặc 3. Bây giờ đơn giản là chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Đúng không? Vậy S có thể là ở đây thầy sẽ ghi là có thể nhỏ nhất là S sẽ nhỏ nhất khi các số hạng nhỏ nhất. Đúng không? Vậy bây giờ trường hợp 1, nếu như mà có 1 số lẻ thì S cho bằng 1. Còn lại chúng ta sẽ có 15 số chẵn, 2 cộng 4 cộng 6 cộng vân vân cộng đến 30. Và một cái trường hợp nữa có 3 số lẻ, đó là 1 cộng 3 cộng 5 cộng với 2 cộng 4 cộng 6 cộng vân vân cộng. Chỗ này chúng ta sẽ thấy rằng là có bao nhiêu nhỉ? Ở đây đã có 3 cái số lẻ rồi, có 3 số lẻ rồi nên chúng ta chỉ còn 13 số chẵn ở đây. Và cái số chẵn thứ 13 chúng ta viết ở đây là 26. Bây giờ chúng ta có thể tính cái tổng này nhá. Các bạn tính nè, 2 cộng với đến 30 thì chúng ta sẽ có là 15 số. 15 số 2, 15 x 32 chia 2, 15 x 16. 15 x 16 là bằng 240 cộng với 1 chúng ta được là 241. Thế còn trường hợp dưới này chúng ta sẽ có đây là 9 này cộng với 2 cộng 26 nhân với 13 chia cho 2, 13 x 14. 13 x 7 là 91, 91 nhân với 2 là 180 mấy ấy. 13 nhân 14 là 182 cộng với 9, như vậy chúng ta sẽ được là 190 mấy, 91. Được chưa nào? Và lúc này theo các bạn thì chúng ta thấy là cái trường hợp nào sẽ là tốt hơn? Trường hợp nào tốt hơn? Chúng ta sẽ thấy là cái trường hợp thứ hai này là S sẽ nhỏ nhất là 191, đúng không nào? Như vậy S nhỏ nhất có thể là 191. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài số 14. Bài số 14 này cũng là một bài toán về suy luận, về số học, cũng là rất là hay. Đề bài như sau, người ta cho cái A này là bằng 2069, 2069. Cứ như thế, người ta viết nhiều lần cái số 2069 đó. Người ta viết tất cả là 250 lần. Cái 2069 viết liền nhau. Người ta muốn xóa đi một số chữ số của A sao cho thu được có tổng tất cả các chữ số là bằng 2021. Hỏi có thể xóa được nhiều nhất là bao nhiêu chữ số? Chúng ta phân tích muốn xóa nhiều nhất bao nhiêu chữ số thì phải còn lại ít chữ số nhất, đúng không? Chúng ta phân tích cái chi tiết này. Muốn xóa nhiều nhất các chữ số thì phải làm sao? Phải còn lại gì nhỉ? Còn lại ít nhất các chữ số. Còn lại ít chữ số nhất. Mà tổng các chữ số, tổng các chữ số còn lại là 2021. 2021. Nên ta sẽ cố gắng giữ lại nhiều chữ số 9 nhất. Đúng không nào? Chữ số 9 nhất. Thế bây giờ thầy để ý một cái điều như sau. Đó là 2021 mà chia cho 9. Nào, 20 chia 9 bằng 2. 22 chia 9 cũng bằng 2. 41. 41 chia 9 là bằng 4. Và dư ra là 5. Ồ, như vậy là chúng ta thấy rằng ở trong cái số kia nó có tận 250 chữ số 9. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại hết các gì nhỉ? Giữ lại hết các, rất nhiều các chữ số 9 để cho cái tổng của nó là bằng 2021. Thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái đoạn này, chúng ta xử lý như thế nào? Liệu chúng ta có giữ lại được là 225 số hay không? Nhá. Chúng ta có giữ lại được 225 số hay không? Bởi vì 224 số thì không thể được, 224 số nhân với 9 thì không thể được, đúng không? Như vậy là ít nhất liệu chúng ta có thể giữ lại được 225 cái số để cho nó gì nhỉ? Để cho nó tổng nó là 2021 hay không? Đúng không? Thế bây giờ mình sẽ phân tích một cái tình huống như thế này. Ở đây ấy, là chữ số 9 là chữ số lẻ. Đấy. Trong khi đó các chữ số 2, 0 với 6 ấy, nó đều là các chữ số chẵn. Mà tổng lại như thế này. Nên là chúng ta sẽ thấy một cái điều là như sau. Số các chữ số 9, từ đây thầy sẽ suy ra nhé, phải giữ lại ít nhất 225 chữ số. Chữ số. Thế bây giờ mà 2021 là lẻ, thế còn 206 là các chẵn, chữ số chẵn, chữ số 9 là chữ số lẻ, nên số các chữ số 9 giữ lại phải là một số lẻ. Số chữ số 9 còn lại phải là số lẻ. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là nếu mà giữ 225 nhân với 9 thì được bao nhiêu? Chúng ta sẽ thấy là nó bằng 5 này, như 4, 2, đúng không? Như 2, này là 2025, nó lớn hơn 2021 rồi. Nên là chúng ta sẽ loại. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ không thể giữ lại 225 chữ số được. Và bây giờ chúng ta sẽ giữ lại bao nhiêu chữ số để cho... Nếu mà chúng ta giữ 225 chữ số thì không được. Từ đây chúng ta sẽ thấy là không thể giữ lại 225 chữ số. Chúng ta thấy là ở đây là trên này thầy đã lập luận là phải giữ lại ít nhất 225 chữ số. Nhưng mà nếu mà giữ lại 225 chữ số đó thì tất cả đều phải là chữ số 9. Bởi vì sao? Bởi vì là số chữ số 9 là lẻ. Nếu mà ít hơn ấy, thì chỗ này là 9 x 224 rồi. Đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ phân tích tiếp. Chúng ta sẽ chỉ ra một phương án giữ lại 226 chữ số xem nào. Xét cách giữ như sau. Đây lấy là 226 hả? 9 nhân với 223 là bằng 8 này, nhớ 1. Đây là 9 này. Nhớ... À đâu, thầy xin lỗi. Nhầm. 923, đây là 7, nhớ 2, chỗ này là 0, nhớ 2, chỗ này là 2007. Đúng không? Và bây giờ mình muốn lên là 221. Thì lúc này chúng ta thấy là bao nhiêu nữa? Chúng ta sẽ phải cộng với, chúng ta lấy 2007 cộng với 2 cộng 6 cộng 6. Nó đúng bằng 2021. Như vậy đây là cách. Như vậy chúng ta thấy là có thể giữ lại 226 chữ số. Đúng nào? Và chúng ta thấy rằng là như vậy là chúng ta phải giữ lại ít nhất là 226 chữ số. Và câu hỏi lúc này chúng ta thấy là có thể xóa nhiều nhất. Có thể xóa nhiều nhất. Đó là 250 nhân với 4 rồi trừ đi 226 và kết quả sẽ là bằng 1000. Trừ đi 226 kết quả sẽ bằng 774 số. Được chưa nào? Và chúng ta thấy là có thể xóa nhiều nhất là 774 số. Khi đó số lớn nhất có thể thu được là số nào? Chúng ta sẽ thấy là số lớn nhất như sau. Thu được. Bây giờ thầy viết lại cái này. 2069, 2069, 2069, vân 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 vân. 2069, 2069, 2069. Bây giờ muốn xóa đi và giữ lại cái số lớn nhất thì chúng ta sẽ nhớ là phải đảm bảo giữ lại hai cái số 6 và một cái số 2. Đúng không? Thế thì mình sẽ ưu tiên làm sao được thật nhiều chữ số 9 đằng trước càng tốt. Đấy, 9, đến đây. Giữ cái số 9 này. Đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa những cái nào. Bây giờ mình cần là cần hai cái số 6 và một số 2 thì mình giữ cái 6 này với cái 2 này với cái 6 này. Vậy chúng ta sẽ được là 626. Đây là phương án tốt nhất bởi vì thầy đã ưu tiên hàng càng cao chữ số càng lớn rồi. Rồi, ok, như vậy đây là cái số này chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có 771. Thầy xin lỗi, cái số này không phải là 771 mà số này nó sẽ là 223 chữ số 9. Rồi. Như vậy thầy đã chữa xong cho chúng ta toàn bộ các bài trong đề thi. Thầy đánh giá đề thi là một cái đề rất là hay, có nhiều bài tư duy logic khá là thú vị và sẽ chọn được những bạn học sinh giỏi để vào lớp học lớp chuyên toán. Tuy nhiên là cũng có một cái điểm là đề thì cái lượng kiến thức của lớp 5 nó không nhiều. Nó chỉ có một vài bài về tam giác, diện tích thôi, còn lại nó lại không có những cái phần ví dụ như là tỷ số phần trăm, phần khó, tỷ số phần trăm hay phần chuyển động gần như là không có. Đấy, nên là chúng ta thấy rằng là cái đề thi này mục tiêu của trường Archimedes ấy, là người ta sẽ chọn ra học sinh giỏi có tư duy tốt để thi vào để học vào cái lớp chọn, nên là người ta ra đề theo cái cách của người ta. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn học sinh.